Xin chào toàn thể anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Quân, chợ ô tô cũ Quảng Ninh. Hình ảnh mà anh em đang quan sát trên màn hình là một chiếc xe Ford Ranger bán tải, sản xuất năm 2010, phiên bản XL, số sàn 2 cầu. Giá chào bán của với em chiếc xe này hiện tại đang chỉ là 285 triệu đồng thôi anh ạ. 285 triệu đồng thôi. Và một con xe bán tải Ford Ranger XL, số sàn 2 cầu, cực kỳ đẹp luôn ấy. Quá đẹp. Con này không có điểm gì để chê, keo chỉ nguyên zin 100%, máy số zin sáng quắc, gầm bệ sáng tinh tươm sạch sẽ lắm anh ạ. Đây là một con xe mà có thể nói là giá thành 2010, giá thành rất là phù hợp tại cái thời điểm hiện tại bây giờ. Và xe của nó cực kỳ chất luôn, cực kỳ chất luôn, xe mang nước sơn màu đen. Ở giá trên thì đã bao gồm cả phí rút hồ sơ rồi anh ạ. Cả phí rút hồ sơ rồi mà một chiếc xe rất đẹp luôn. Em quay luôn này. Thứ nhất là phải nói đến bộ lốp của nó còn rất là dày dặn. Đấy, vành thì chưa có vành na răng đâu, đây vẫn là vành sắt thôi. Tuy nhiên là cái này nó không quá quan trọng bằng cái chất xe mà em quay ngay sau đây. Ví dụ như cái sắt xi anh em nhìn này. 2010 mà sắt xi nó còn rất là đẹp này. Đấy, đẹp miên man còn ngàn luôn, không có mục mọt gì cả. Rất còn nguyên bản, nguyên zin 100%. Và bên trong gầm của nó này anh em nhìn. Đấy, hệ thống gầm sáng quắc luôn. Rất là sướng. Em nhìn vào cái chiếc này, cái thoạt nhìn cái này em đã thấy sướng lắm rồi, rất là yêu. Rất là yêu bởi vì nó cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Tất cả mọi thứ từ nội thất đến ngoại thất đến sơn xi đến cả cái lót thùng nó còn rất là đẹp anh ạ. Đấy, em nhìn. Em quay cái lót thùng anh em xem. Đấy, đến cái lót thùng mà nó còn quá đẹp như này này. Đó, rất là đẹp. Có thể nói là một chiếc 2010 mà nó đạt được cái giới hạn như này là nó quá là ok. Và anh em nào mua về với giá 285 triệu đồng thì đây là một sự lựa chọn, em nghĩ là anh em nên lựa chọn một chiếc xe như thế này. Em đã từng bán rất là nhiều những cái chiếc xe 2010, 2009, nhưng đây là một chiếc xe bản XL mà em đánh giá cái chất lượng xe của nó còn rất là cao. Đó, tất cả mọi thứ gầm bệ còn tương đối là sáng này. Đây là quay góc thực tế nhất này. Đấy, vậy anh em nào có nhu cầu sở hữu chiếc xe trên với giá là 285 triệu đồng có thể liên hệ trực tiếp với em Quân ô tô qua số 0364763888 hoặc đến trực tiếp chợ ô tô cũ Quảng Ninh để tham khảo chiếc xe này. Anh em xem kênh mua bán ô tô của em Quân, đừng quên ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ để giúp cho kênh mua bán ô tô của em Quân ngày càng được lan tỏa đến nhiều người biết tới. Xin chân thành cảm ơn toàn thể anh em và kính chúc anh em cùng gia đình tìm được cho mình một mẫu xe phù hợp nhất với điều kiện gia đình của mình. Đừng quên bỏ tham khảo cái mẫu Ford XL này nhá. Trần nỉ còn nguyên bản theo xe nhá, rất là sạch. Ghế bọc da màu đen cũng rất là sạch sẽ, không có hiện tượng nhầu lát hoặc rách dưới gì cả anh em ạ. Tất cả những cái thanh anh em nhìn 2010 mà những cái phần nhựa nó còn sáng này. Đó, những cái phần hộp cua lốp nó còn zin nguyên bản này. Và cái vách tapi anh em nhìn, nó rất là sạch. Nó rất là sạch sẽ. Đấy, khi bước vào chiếc xe là anh em có một cái cảm giác đầu tiên là mình yêu nó ở cái nó sạch sẽ đã. Máy dầu tiết kiệm 2.5 thì cực kỳ là sướng rồi. Đó, ghế da các thứ sạch sẽ vô cùng luôn anh ạ. Trần nỉ nguyên bản sạch tinh. Bên trong lại có cả một cái màn hình Android 10 inch kết hợp với cam hành trình ở trên này, khá là đầy đủ rồi. Đấy, đây là cái màn hình Android anh em này. Màn hình Android kết hợp với cái cam hành trình có ở trên xe này, anh em có thể nhìn thấy không? Đấy, rất là đẹp. Với một chiếc 2010 mà chủ nhân họ đã lên cũng khá là đầy đủ đồ như thế này thì em thấy cũng rất là ok. Tiếp tục phải kể đến cái phần vô lăng của chiếc xe. Đấy, nó cũng còn khá là đẹp đấy. Khá là đẹp, không có hiện tượng mòn gì. Có mòn chút xíu ở đây thôi, không đáng kể anh em nhé. Không đáng kể là anh em nhìn. Mặt phím còi còn rất là đẹp và tươi. Tươi lắm, sạch sẽ. Nhìn bên trong một chiếc xe như này là em đã thấy có cái cảm giác yêu yêu rồi. À, chiếc xe chạy 15 vạn anh em nhé. Chạy 15 vạn đấy. Thì anh em cứ nghĩ nó nhiều vạn hơn nữa đi. Đừng nghĩ nó 15 vạn mà nó lại ít quá. Đã thiệt thòi khổ thân em nó. À, toàn bộ phần là ra số, cần phanh tay các thứ, củ số, củ cầu đều còn rất là ok anh em, rất là ok luôn. Anh em mua chiếc xe này về gần như là chỉ việc xài thôi. À, điều hòa còn rất là mát anh em, rất là mát mẻ luôn. Điều hòa cực kỳ mát mẻ. À, phía trên này là mặt tablo anh em có thể nhìn thấy này. Phần như ABS của nó rất là tươi, có hai túi khí. Bản XL này thì nó là bản thiếu nên là nó không có cái phanh ABS anh em nhé. Nó chỉ có cái phanh đĩa thôi.
Đấy, phanh phanh cơ thôi, chưa có phanh ABS như bản XLT. Tuy nhiên là với một cái bản với một cái chiếc xe cũ thì với cái chất lượng xe như thế này là em đánh giá rất là cao. Rất là cao anh em nhìn, từng cái phần nhựa bên trong xe còn cực kỳ đẹp luôn. Và bây giờ em quay tiếp phần máy đây, anh em còn thích nữa. Đây em nhìn, toàn bộ cái phần nhựa tapi đều còn rất là tươi và sạch sẽ. Keo chỉ còn gần như là nguyên zin 100%, xe cực kỳ đẹp. Nó đẹp so với đời thôi nhá, chứ anh em đừng bảo nó đẹp xuất sắc quá, em ngại lắm. Công nhận là cũng có nhiều chiếc nó xuất sắc thật, nhưng chiếc này nó nằm trong trong top những chiếc đẹp thôi. Rất sạch sẽ luôn, kể cả những cái phần yên ngựa tì tay bên trong em nhìn, nó còn rất là mới và em đánh giá rất là cao. Hiện tại thì chiếc xe này còn cái quạt gió nó hơi kêu một chút, thì bên em sẽ cho đi chỉnh chọt cái quạt gió này. Đó, anh em quan sát một vòng có thể thấy không ạ? Toàn bộ phần nhựa đẹp miên man và ghế ghiếc bên trong nội thất sạch sẽ vô cùng luôn. Nên là anh em mua chiếc này về sướng lắm. Em nhìn cái cảm giác của em cũng đã thích rồi. Nếu anh em đang tìm cho mình cái tầm tiền khoảng 300 quay đầu thì đây là một chiếc xe mà em nghĩ là anh em nên lựa chọn chiếc xe này. Hai quả lốp trước này mới cứng luôn anh ạ, mới cứng luôn. Ở bên trong toàn bộ hệ thống giảm sóc rồi bu lông ốc vít bên trong nói chung là đẹp lắm, sassi đẹp. Phẳng phiu đẹp, miên man luôn. Quá đẹp anh ạ. Vâng, thì một chiếc xe dù đẹp đến mấy đi chăng nữa mà khoang máy của nó không đạt yêu cầu thì coi như là cũng vứt đi, đúng không ạ? Thì em sẽ quay cái phần khoang máy của chiếc xe này anh em xem này. Lốc máy các thứ còn sáng quắc luôn, toàn bộ những cái thân ốc, phần yếc bên trong còn đẹp kinh khủng. Quá là đẹp luôn anh em ạ. Đấy, tất cả mọi chi tiết rất đẹp, có thể nói là đạt. Toàn bộ những cái vách cách nhiệt anh em nhìn nó còn rất là mới và nó còn nguyên bản. Nguyên bản và nó sạch sẽ cơ. Nó rất là sạch sẽ như thế này này. Số VIN của xe kìa. Chiếc xe không có gì để chê anh em ạ. Mới tinh. Mọi chi tiết còn cực kỳ mới và đẹp luôn. Nên là anh em mua chiếc xe này thì em cam kết với anh em là xe nó nói chung là hình thức cũng như đến máy móc này đều đạt tiêu chuẩn hết. Chỉ còn đúng một cái quạt gió điều hòa nó hơi kêu cạch thì lát nữa em sẽ cho đi xử lý ngay. Và nếu mai anh em có nhu cầu xem xe thì nó đã rất là ok rồi anh em nhé, rất là ok rồi. Vâng, vừa qua thì em Quân Ô Tô đã giới thiệu cho anh em sơ bộ về cái chiếc bán tải Ford XL hay còn gọi là bản thiếu 2010. Chiếc này em đang giao bán với giá tiền là 285 triệu đồng. Với anh em mà có nhu cầu kết chiếc này thì có thể alo trực tiếp cho em để chốt sớm. Chốt sớm bởi vì xe đẹp mà đời thấp và nhà em bán tương đối là nhanh. Nhưng không phải là khoe khoang gì đâu, nhưng nếu anh em nào theo dõi kênh của em thì có thể biết được là em bán rất là nhanh cái dòng xe cỏ tầm tiền này. Vậy anh em mà có nhu cầu tầm 300 thì đây là một sự lựa chọn mà em nghĩ là anh em không nên bỏ qua. Em xin kết thúc video của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh em đã quan tâm và ủng hộ kênh mua bán ô tô của anh Quân. Xin hẹn gặp lại anh em trong những mẫu video sau.